Trường Nguyễn và Lê Lê là xuất phát từ 5 giờ từ thành phố Yên Bái. Bây giờ mình đã đến đây. Đây là ngã ba Phình Hồ đúng không anh Giang? Dạ. Từ đây mình sẽ vào trong để chơi cũng phải là hơn 20 km nữa. Trời hôm nay thời tiết rất là lạnh. Có cảm giác là chắc phải là 6-7 độ á. Cho nên là khá là lạnh. Nhưng mà mình cũng mua thức ăn trưa để vô cùng làm việc với bà con trong buổi ngày hôm nay nhá. Nhưng mà đấy, các bạn là bạn Gia này, Hờ Gia với lại bạn Sùng ra đón. Hôm nay là sẽ là một ngày làm việc để cùng xem các bà con như thế nào. Hy vọng là cái đoạn đường mà chúng ta làm ngày hôm nay nó thuận lợi và được gặp lại bà con sẽ rất là vui. Bây giờ mình phải quay lại cái cảnh nó lê lê ngược lại coi như thế nào này. Đây, lê lê là cũng được trang bị rất là kỹ lưỡng. Đấy. Ok, phương tiện là chỉ có xe máy vào đó thôi. Trên đây là có mang sẵn đồ ăn vào cho bà con thêm nè. Buổi trưa nay mình sẽ ăn với nhau. Được bánh không? Mì. Chứ là đồ thế này được mà. Rồi. Đấy. Anh cũng đi vào để mà chở hộ đồ. Mấy anh này cũng ở trong thôn luôn á. Mấy anh này cũng ở trong xã luôn à? Xã thôi hả? À, tới xã là gặp bà con như đấy rồi nhỉ. Chị để trong túi chị không nghe thấy.
kia là xe của Hờ Gia. Xe của Hờ Gia thì chở Lê Lê và đã bị hỏng giữa đường. Hờ Gia đang phải vào liên hệ với nhà dân. Không biết nhờ cái gì kia không biết. Bên đường đây, Châu đây. Châu bên đường. Ơ, Tùng à? Chú Trường đâu rồi? Chú lên đấy á? À? Xe Hờ Gia bị hỏng rồi. Cứ lên trên này xem đợi. Hơi nát trên này xem đợi có người thì mình đi. Ờ. Em chở chị lên hả? Của Gia bị hỏng rồi. Và bây giờ là mấy giờ nhỉ? 9 giờ chưa? 9 giờ rồi, chúng tôi đã xuất phát từ 5 giờ sáng cho tới bây giờ là 9 giờ thì mới tới cái điểm ở ngã ba giữa xã, trung tâm xã đi vào thôn. Đã thấy bà con cũng chờ cũng khá nhiều rồi. Và hôm nay là chúng tôi sẽ đi vào tận nơi, tận mắt và có thể là làm việc với bà con một buổi để xem cái con đường nó như thế nào, vất vả ra sao. Mời các bạn cùng Trường Nguyễn và Lê Lê vào thôn để chơi bây giờ nhé. Thưa quý vị khán giả, đây là Lê Lê đang đứng ở dưới cái con đường. Bắt đầu là bà con bắt đầu đổ bê tông. Đoạn bên đằng trước vừa đi qua đoạn đấy là đoạn mà đường cũ. Còn đâu đây, có cái dây răng này để làm mốc đây. Đây là con đường mà cái số tiền mà quý khán giả đóng góp ủng hộ, bà con bắt đầu đã đổ được. Đây. Đây là cái độ dày bên cạnh đường đây.
quay kỹ đây để cho bà con cho quý khán giả nhìn thấy ạ. Đây. Xong cứ đi nhá, cứ nghe điện thoại đi xong rồi đi nhá, chị đi bộ trước quay tí. Ở đây thì có những cái tảng đá bên cạnh đường này. Đấy, nó đua ra ngoài này thì dần dần thì sau khi mà hoàn thành xong đổ hết xong thì chắc là bà con sẽ lấy cái búa tạ để đập bớt đi để cho cái đường nó rộng ra hơn tí. Đây, đây chính là con đường nhân ái của chúng ta đây. Rồi cho chị lên nhá. Lên là để quay tiếp cho quý khán giả xem con đường nhân ái. Rồi em đi đi. Xã làng chị à, xã mình á và Tứ Bạch dân à xã, tức là hôm mà các anh chị ở trong cán bộ ấy hả? Vâng. Đi ra làm giúp đấy hả? Vâng. Mấy ngày công đấy đúng không? Vâng. À, thứ bảy chủ nhật. Chị thấy đổ cũng dày dặn đấy chứ nhỉ? Vâng. Cũng đúng đạt chỉ tiêu 12 cm đấy. Đây là đoạn khó đây đúng không? Đoạn khó tí tí kia. Khó bây giờ đang. Đoạn cua hơi nguy hiểm. Những hình ảnh quý vị khán giả vừa xem do Lê Lê quay, đấy là những cái đoạn đường tính từ đầu xã đi vào trong thôn Đề Chơ. Bây giờ Trường Nguyễn và Lê Lê sẽ đi bộ một đoạn để thấy những cái công đoạn người ta đang làm việc. Và ở dưới kia chắc là quý vị khán giả cũng đang nghe cái tiếng cuốc cào
bà con do đó là hôm nay là tập trung cả thôn ra, được biết là trường Nguyễn và Lê Lê đến thăm cho nên bà con cũng rất là hăng hái. Ở bên đây là chúng tôi nhìn xuống một cái vực rất là sâu và có thể nói là rất là treo leo, và các chiến binh cũng đang chở ào ào những cái bao xi măng, cát, đá để mà phục vụ cho cái tuyến đường ở phía dưới. Và buổi trưa hôm nay là chúng tôi cũng sẽ ở đây với bà con, có thể tới buổi chiều. Rất là treo leo khi mà đi ngang qua cái đường thì nó cũng rộng tương đối đấy, nhưng mà mình có cảm giác từ vì trên cái bờ vực này mình thấy nó rất là sâu, cho nên cũng đã bàn với bà con để sau khi làm cái con đường xong phải có cái cách gì, những cái đoạn mà nó hiểm trở thì phải che, cọc che như thế nào để làm mốc cho bà con khi mà đi nó đỡ chênh vênh nguy hiểm. Bây giờ tiếp tục theo chân chúng tôi để ghi nhận cái đoạn đường khó khăn vòng vò như thế nào nhé. Đây, tính ra là bà con đã đổ được đến cái chỗ mép này, còn tiếp tục ở chỗ này đây ạ. Tất cả những cái tất cả chỗ này và xi măng sẽ tập kết và từ từ sẽ đổ. Này đá xi măng tập kết hết ở hai bên đường đấy. từng bao chở vô, có thể xem là đấy, mỗi chiếc xe là chở được 1-2 bao đá thôi. Đường đẹp quá nha, trời nó bắt đầu nó ấm lên rồi đấy. Đấy, giờ cái đoạn đường này là cái đoạn bắt đầu lại đổ tiếp này. Mỗi một bao như vậy là chắc cũng phải nặng là 60-70 kg, 60-70 cân, rất nặng. Đấy, chúng ta như thế này chúng ta sẽ so sánh được là con đường mà chưa đổ và con đường bắt đầu đầy đổ được tiếp nó sẽ là như thế này. Đấy. Đấy, nước thì bắt từ đâu xuống xuống? Nước bắt bên kia thua. À, trong xe. Vâng. À, xin chào nhá, mẹ đi làm mang cả em đi theo à? Thế à? Bắt tay nhá, rồi, ôi dồi ôi, em bé đây. Đấy, em bé đây này, đang tin mẹ đây này. Đấy, mẹ đi làm rồi mang em đi theo đây này. Đấy, các mẹ đi làm mà đều điệu con hết, chào cả nhà nhá. Chào nhá. Ôi dồi ôi, con đi theo mẹ đi làm mà. Ôi dồi ôi, thương quá. Chị vừa mới vào. Các em hôm nay phụ nữ nhà mình hôm nay đi làm đông nhở. Chào cô nhá. Chào cả nhà nhá. Chào nhá, mọi người chịu khó nhá. Sùng ơi, hồi xưa lúc mà chú đi ngang đây là cái đoạn này nó hẹp lắm mà, hẹp. Đúng không? Dạ. Và cái này là đá, là hình như là mình đã đục vào trong à? Lấy cái xà beng chọc. Xà beng chọc à? Dạ. Cái xà beng chọc. Đúng rồi, mình nhớ cái đoạn này là cái đoạn rất hẹp. Dạ. Nhưng mà bây giờ là bà con mình đã đục cái đá nào bên trong, chắc vào cũng được, phải là này, chú ạ. Từ đây đi vào xuống đây. Dạ. Nguyên cái đá này. Wow, ghê quá. Đúng là cái câu là có sức người sỏi đá cũng được dẹp đi, đúng không? Thấy là bà con đi bây giờ chỗ này nó rộng hơn. Sau khi đó là mình sẽ đổ đoạn này bao nhiêu mét? Đoạn này chắc là 29 mét. Đây là dùng xà beng nha. Quý vị ơi, các bạn xem này, đây này, xà beng đã đục ra bằng cái này. Rồi xong rồi đá thì để đâu? Đá thì là lót. Đá thì kè sang bên cạnh này. Kè bên cạnh này cho nên là bây giờ cái đoạn đường này nó sẽ rộng hơn. Đây, coi là đồng chí bí thư của nhà mình là đang kè đá và cho xi măng vào. Nhưng mà xin chào đồng chí Cớ. À, Cớ đang làm đây. Đấy. Đây là các bạn đang giúp là lấy đá ở bên sườn. Xin chào. Lấy đá ở bên sườn sau đó là kè sang bên này nữa cho nó chắc chắn ra, đúng không?
tôi đây ở đây. Đây các chị các em đang làm đây. Nhưng mà liệu cái này nó chắc không ạ? Có. Cái này nó đây có đá. Có sắt không ạ? Mắt đá. Chị chị